chuyển có phần hơi nhẹ. Vẫn còn, đã có tình huống phạm lỗi và một quả penalty cho cầu thủ U23 Malaysia. Người tưởng chừng như có nhiều kinh nghiệm nhất bên phía cầu thủ U23 Macau Trung Quốc là Alexander lại có một pha xử lý không hề kinh nghiệm một chút nào cả. Đó là một quyết định chính xác của ông Rowan Urumugan. Một tình huống mà số 16 của U23 Macau Trung Quốc đã bị vượt qua. Rõ ràng đó là tình huống phạm lỗi của Alexander. Hồ Chí Phong đã có một pha đi bóng đầy dũng mãnh và tốc độ. Cơ hội để cho U23 Malaysia có được bàn thắng mở tỷ số. Chính Hồ Chí Phong sẽ là người thực hiện quả đá penalty này. Hồ Chí Phong 1-0 cho U23 Malaysia. Xin lỗi các bạn, người vừa ghi bàn đó là Bin Ibrahim chứ không phải là Hồ Chí Phong. Một tình huống mà Bin Ibrahim đã đánh bại được Homan Fai. Trong tình huống anh đã dứt điểm rất chính xác. Anh đã hoàn toàn đánh lừa được thủ thành bên phía U23 Macau Trung Quốc. Chạm vào chân tiếp theo của Alexander rất nguy hiểm. 2-0 cho cầu thủ U23 Malaysia. Hậu vệ Wanasli Amir đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha bật nhảy đầy dũng mãnh của Asmir. Lại thêm lần nữa thì hàng hậu vệ của U23 Macau Trung Quốc đã không thể chống bóng bổng thành công.